ba người Afghanistan bị thiệt mạng trong một vụ nổ mới ở căn cứ của Hoa Kỳ, tin từ COS. Một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã thực hiện vụ tấn công gần căn cứ quân sự do Hoa Kỳ điều hành ở Afghanistan, giết chết 3 thường dân. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công xảy ra vào ngày hôm nay gần căn cứ hành quân tiền phương Chapman, nói rằng chúng đã cử một kẻ đánh bom tự sát lái một chiếc xe van chứa đầy chất nổ tới căn cứ. Lực lượng NATO ở Afghanistan cho biết kẻ đánh bom không vào được bên trong căn cứ. Cảnh sát cho biết 3 người tử vong là người Afghanistan đang ở bên ngoài căn cứ cạnh một phi trường quân sự. Năm 2009, 7 nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ và một nhân viên người Jordan đã bị thiệt mạng tại căn cứ này trong một vụ nổ bom tự sát của một tài đặc vụ có liên hệ với Al-Qaeda. Căn cứ này nằm trong tỉnh Khost ở miền đông, một khu vực có nhiều bất ổn gần biên giới với Pakistan. Chưa có tin tức về thương vong của Liên minh NATO trong vụ nổ ngày hôm nay, cũng đã gây thương tích cho 7 người. Cuộc tấn công diễn ra 2 ngày sau khi một nữ cảnh sát viên Afghanistan gốc người Iran đã bắn chết một cố vấn người Hoa Kỳ tại Kabul.